như Ả Rập ấy. Nhìn giống Ả Rập đấy. Đây là vị trí của mình. Vâng, là một ngày nữa ở Landmark tầng 1 Sài Gòn đây. Xem hôm nay có điều gì thú vị không nữa. Mùa đông mà như mùa hè vậy. Nóng vãi xoài. Đây, trời ngoài Bắc thì rét căm căm đây, co ro đây, nhưng mà ở Nam ui giời, nóng rực với cả rạo rực lắm đúng không em? Vẫn còn rạo rực, thế nên là... Ủa, em có thích mùa đông không? Ừ, em thích mùa đông nhưng mà em không được trải nghiệm mùa đông đúng không? Ừ. Thì khi nào phải chia tay thì mới có băng giá. Ủa? Thế nên là không có băng giá đây, người lúc nào cũng mát mẻ. Em nhỉ? Em khó hiểu lắm. Em đang khó hiểu ấy. Cái gì đấy? Cứu, cứu. Cứu kìa. Cứu rồi. Later that night. Đấy, thế chỉ có ở miền Nam thì mới có những cái gì cái văn hóa gọi là ngồi lề đường như này. Xe cộ thì cứ đi mà chúng ta thì cứ nhậu đúng không? Đúng rồi. Đấy. Và còn đây nữa này. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi, mấy em sinh tươi em còn dám ngồi ngoài lề đường, còn huống chi là các anh con trai đúng không? Đúng. Một điều mà không bao giờ ngoài Bắc có thể diễn ra, không thể vào xảy ra được. Sẵn sàng ngồi ngoài đường để có thể ăn nhậu hoặc là ngồi chơi xây nước gì đấy ở ngoài đường. Gì đó? Sao? Cho em xin chụp hình đi. Wow. Em biết anh à? Biết chứ. Biết. Em 2 cái mấy? Em 2 cái mấy? Ôi ôi. Ôi, lớp 6 à? Thôi anh đi tù ấy. Khó hiểu. Lớp 8. Bé nhà mà đã xem video của anh rồi á? Đúng mà, ở sau thú. Em. Dạ. Em biết anh không? Biết. Ôi vãi. À, thế em xem video anh, em xem em ngắm ai đấy. Ngắm anh đó. Thật là ôi, tuyệt vời. Ôi ôi, ôi dồi ôi. Ôi vãi, cảm ơn nhá, cảm ơn các bạn Sài Gòn nhá. Sao em xinh ấy? Cả hai đứa đều xinh ấy. Cảm ơn. Nhưng mà chờ em lâu lắm. Thế anh phải chờ em 10 năm nữa cơ. Em chờ 5 năm nữa thôi. 5 năm là đủ rồi. À 5 năm nữa à? 5 năm nữa, em lớp 8. À 5 năm là đủ tuổi lấy chồng đúng không? Thôi được rồi. À, chúc các fan girl nhé, fan girl đúng không? Dạ. À, tiếp tục xem clip cho anh nhé, cày view cho anh để anh có tiền nhé, có tiền lấy vợ. Đập tay cái. Rồi cảm ơn em. Em muốn gì nhỉ? À chụp hình đúng không? Có gì không ta? Hơi hơi. Quăng. Tại vì anh chưa chụp với fan bao giờ ấy. Ừ, fan. Anh toàn anti fan thôi, anh không có fan. Người ta ghét anh ấy. Ừ, có mỗi em thích anh. Thế là anh kết em ấy. Chiều em thế thôi, chiều nhiều quá. Thế muộn rồi chưa về à? Sắp về đó mà tại thấy anh á nên là em mới dừng lại mới hỏi á. À, số mấy? Số 2. Thế đây số mấy? Số phận của cuộc đời anh. Ôi trời ơi. mấy bạn Sài Gòn này dễ thương quá. Nhỏ tuổi mà đã xem vid của mình rồi. Hello bạn nhỏ và mình đã gặp bạn ý. Lặp lại bạn Uyên Thư Tú một lần nữa. Tại Nguyễn Huệ City Sài Gòn. Thấy rõ lắm đúng không? Thế thì chỉ có mình em để đến anh thôi. Nhưng mà tại sao mình không thể bén duyên được với bạn Tú nhỉ? Tất cả tại việc suy nha mọi người. Việc cua gái nha mọi người. Đúng.
Việt cô Thư. Và hôm nay mình sẽ đi ngồi uống nước với bạn ý một chút. Đấy. Đấy, để chút bầu tâm sự. Đấy, về những cái cuộc tình mà mình đã đi qua trong những tháng năm vừa qua. Đối với VCG thì 1001 cuộc tình kể không hết nha mọi người. Nhưng mà trong đấy mình vẫn thích nhất là cuộc tình với Thư. Còn mình là Uyên Thư Tú, mọi mình tên Tú nha mọi người. À Tú à, hôm qua thì anh làm tô hủ tiếu thì chợt nhận ra là úi dồi ôi, anh lại hiểu Tú thế. Hôm nay thì cũng là sinh nhật của anh bạn đằng sau mình đây, nên là đi uống trà đạo xong với cả Thư Tú này thì cũng đi sinh nhật với cả anh bạn này luôn. Đi sinh nhật chỉ có ba mình thôi. Sinh nhật phải đau, đau đụng à? Đúng rồi. Ồ, động lòng à? Đúng rồi, động lòng. Động lòng Thư à? Động lòng Thư à? Đau bụng thế nhở? Đâu à? Cà phê trực. Ồ, khá là không mắc nhưng mà thôi, uống nó ngành ngành bùi bùi và béo, uống thích mà. Uyên ơi, ba mẹ muốn anh là học sinh chuyên cần. Để làm gì? Nhưng anh chỉ muốn làm thằng đần như Uyên. Uyên không cần nhưng anh vẫn là thằng đần như Uyên. Kệ anh. Kệ em. Kệ Uyên. Ôi, chú chơi hay quá. Nguyên Tú đây, đi ăn chúc mừng sinh nhật bạn bạn trẻ bằng các loại ốc. Chúc mừng sinh nhật em nhá. Chúc mừng sinh nhật Quy nhá. Quy hay Quy? Quy. Quy. Và tôi đang ở quận 4, cái phố mà không bao giờ hết hàng ăn hàng uống, cũng là ngồi đến sáng mất. Nói chung là toàn thiên thần thôi. Thiên thần ngồi tụ tập, bây giờ là 12 giờ sáng, mới giờ 1 giờ rồi đấy, đấy thiên thần đấy. Nhiều mà. Tomorrow. Rồi, hôm nay thì hôm nay tôi sẽ quay lại cái shop của em Mai Bán Úp. Gọi em là tương lai. Tại sao? Không biết luôn. Vì lúc nào cũng mong ngày mai đến. Xuất sắc mẹ luôn. Anh tìm iPhone máy à? Tìm iPhone. Nửa rồi đó, nửa rồi thôi. Hôm nay đã gặp lại cô chủ bán xốp, à cô chủ bán ốp. Đấy, ưng như nào thì lấy đi. Xem tiền ảnh đúng không? Không, thằng này là... Xem tiền em. Ờ, thì em xứng đáng được tất cả. Wow. Alo. Alo. Ok Mai, anh em mình chốt kèo nhỉ? Giao dịch đúng không? Đúng. 100.000 một ốp à? Thế là 200 đúng không? Đúng rồi. Có khuyến mại gì không? Không. Ôi, buồn nhỉ? Giá niêm yết. Đây trên tay mình đây là cái nước mía lau này mua. Cái gì chứ? Mùa hè đây. Đấy. Đó, cái điều bất ngờ mình thấy là mọi người có thể đỗ xe lại và nhâm nhi cho mình ở giữa đường, không cả thèm mà mang xe cất xe đi rồi ngồi một chỗ uống xong rồi mới đi, giống ở ngoài Hà Nội đúng không? Ngoài Hà Nội là cứ phải cất xe vào rồi ngồi một chỗ uống xong rồi mới đi đúng không? Đúng rồi. Chứ không kiểu dựng giữa đường ngồi uống vội rồi mình rồi đi luôn như này, ảo, có nghĩa quá ảo đấy. Tomorrow. Đây mình đang ở chỗ Tôn Đức Thắng đây. Đấy. Và đặc biệt ấy, ở trong trường này có 7-Eleven. Ngang cái Remit ở trong trường của Circle K thì ở đây chơi trội hơn là 7-Eleven. Một cái điều mà một cái cửa hàng mà cả cái Hà Nội này không có lấy một cái nào mà trong trường này có. Em nhỉ? Đây hôm nay tôi đến
Tôn Đức Thắng đây. Tôi quay lại Tôn Đức Thắng sau một khoảng thời gian rất là dài. Sau những cái quãng ngày bươn trải ngoài xã hội, bây giờ tôi đã quay trở lại cái nơi mà tôi bắt đầu từ đến Sài Gòn. Tôi gặp mấy em Thiên Tần ở đây với cả ác quỷ đó. What the... Đây thì xem vào. Thiên Tần này tên gì nhỉ? À, em tên Trân. Trân hay là Trân? Trân. Em học năm nhất à? Dạ. Ui, em là nhất rồi. Trời ơi, người yêu em à? À, người yêu mới à? Dạ, sao nó với tôi? Chân đúng không? Chân thì phải có đôi đúng không? Đúng, đúng. Là tôi thì phải có chân. Em muốn chân gì? Em muốn chân trái hay là chân phải? Chân thẳng. À, em này em thích chân giữa. Em này thích chân giữa. Ôi. Chân thành ấy. Em tên gì nhỉ? Dạ, Uyên ạ. Lại Uyên à? À, Uyên đúng không? Dạ, đúng rồi. Nghe lời mẹ khuyên đúng không? Dạ. Ừ. Bỏ Uyên là khờ. Anh mà bỏ Uyên là anh khờ đúng không? Dạ, đúng. Em tuyệt vời thế cơ mà. Phải nghe lời mẹ đúng không? Dạ, không. À, phải yêu đúng không? Dạ. Ơ, à, yêu luôn á? Yêu thì phải lên phường đúng không? Đúng rồi. Hay lên giường. Nó mà bất lịch sự thế. Bậy quá. Rồi mình bậy quá. À, định trình bày cái gì cơ? Ai anh thấy không? À. Cột Tôn Đức Thắng mới tên không một vết bụi luôn. Ừ. Cho mày có tiền học của em vậy á. Rất môn đấy. À. Học hành kiểu gì mà để các em hỏi anh rất môn à? Ai em à. Em không làm gương cho người yêu à? Đâu, em vâng đúng rồi chú ạ. Tại này nó không đủ để làm gương đâu chú ạ. Đây là những cái góc mà tôi làm tình huống ở đây này. Làm tình huống ở đây. Đấy, các cái góc đây. Đây có cái sân bóng ở đây đây. Tôi cứ thắng là cứ một vết bẩn là sẽ lau lại. Uầy, như này luôn à? Đúng rồi. Wow. Tao toàn tên học của mày đúng không? What the... Tao làm quá anh ơi. Ôi em đi vừa luôn này. Ôi vừa khiết luôn. Đây là 5m54 thôi. Đây là Thiên Thần 3m7 đôi đúng không? Đúng. Mình sẽ bị cục đầu ấy. Ôi Thiên Thần nào đây? Bạn, em học năm mấy? Dạ, em học năm nhất rồi. Em là nhất gì? Ừ. Em là thứ nhất đúng không? Đó, em là thứ anh yêu chứ. Em học trường gì? Dạ, em học Ramit. Wow. Rồi, cái gì? Ramit. Rắn mà in tiền á? Ừ. Thế là tương lai nhờ làm vợ đúng không? Ừ. Hả? Hả? Cái gì? Dạ. Hả? Dạ. Nhà vợ có tiền ấy. À, quên. Động. Anh có máy chạy bộ cho động nè. Ấy. Thiên Thần lắc lư đúng không? Phải Thiên Thần lắc lư không? Đúng không? Tất cả đều đúng. Tại sao lại có cả công an trong trường này? Bắt xe sinh viên trong này à? 70 là Tây Ninh à? Dạ. 70 là Tây Ninh à? Dạ đúng rồi. Quê em ấy. Ủa? Bố em à? Không phải. Nói chung là ngoài kia thì các bạn gái là ít ra ngoài trời lắm, lười vận động á. Kiểu chúng nó cứ sợ cháy nắng em. Đấy, em là bad girl trong bộ quần áo dài này này đấy. Ra chơi ngoài đường không sợ cháy nắng đúng không? Đấy, mới là gái Sài Gòn đúng không? Đúng đúng. Ừ, còn bọn ngoài kia là chúng nó mặc kín từ đầu đến chân ấy, hở ra hai con mắt thôi. Hai con ngươi. Mày đứa đang làm gì đây? Hả? Mày đứa đang làm gì đây? Ui góc này chill phết nhở? Ui xinh thế nhở? Địt mày, em chụp nó mà thà em cảm giác là rất là ok. À, con. Wow. Ôi đẹp mẹ ơi. Ảo thế nhở? Anh Việt nhìn đấy thì mấy ảnh luôn. Wow. Xuất sắc mẹ luôn. Đúng kiểu Thiên Thần đấy nhỉ. Con này Thiên Thần đấy nhỉ. Ồ, có mấy là nó hở. Đây, này là các bạn sinh viên này đang chuẩn bị bơi đây. Thế à? Mà, nghe bảo là trường này là phải biết bơi thì mới ra được trường. Đấy, đang sợ nước này, này Thiên Thần sợ nước. Ôi dồi. Cái này cái gì nhỉ? Thank you.
đây là sông Mộc Động. Sân bóng á? Dạ. Wow. Sông Mộc Động chuẩn FIFA 2 sao. Chuẩn FIFA 2 sao. FIFA Online 2 á. Bruh. 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 Wow. Đẹp quá nhỉ? Ôi nhiều cẩu lương quá nhỉ? Ấy, cẩu lương này, ấy. Rồi, đi ra đây xem có thần tiên không nhá. Xem có thần tiên sẽ vận động không? Có. Thần tiên cổ động. À đây rồi, thần tiên rồi. Thần tiên đi đâu ấy? Đi đá bóng à? Lên đây đá bóng à, xuống đá bóng không? Đá bóng không em? Sân này đúng kiểu đá kiểu thi đấu luôn này. Đá một cái sân này chắc là hộc máu ra mà chết. Ôi thiên thần chụp ảnh. Ôi mệt quá. Anh đi hết một cái dọc này mà cảm giác bây giờ kiểu yếu đuối luôn. Tâm ơi có em là cái ghế. Biết không? Em muốn ngồi lên mẹ hả? Sống. Đương nhiên là em ấy sẽ ngồi lên đầu anh rồi. Có em là cái ghế. Bởi vì em đẹp không phải bàn. Tâm. Dạ. Đói chưa? Dạ cũng hơi hơi. Đói không? Dạ đói. Đói thì ăn đi. Ăn đồ ăn. Đi ăn đồ ăn. Đi ăn hỏi không? Anh về đây ăn ở đâu? Anh ở nhà vợ anh. Thằng ấy nó hơi khó tính nhưng mà vẫn ở được. Gay. Nếu em muốn thì anh có thể cho em ở cùng. Nhưng mà em ở với anh thôi được không? Ờ wow. À, được, thế thì về. Để về anh chia tay nó đã. Nhớ nha, nhớ về chia tay nha. Ờ, chia tay để anh nhắn tin nữa nhưng mà sợ nó buồn thôi. Nghe nó nhảm đấy. Thì anh có sợ em buồn không? Anh không. Vì em mới quen rồi. Mai mới buồn. À. Nếu mà nó không đồng ý chia tay nó sẽ đánh ghen em ấy. Ui sợ quá, sợ quá. Nói chung là cũng may là tôi đang đi cùng với một chiều cũ này, đấy là một chiều mới. Đấy. Một người là năm thứ 6, một người năm thứ nhất. Ủa, 6 năm chưa ra trường. Mà. Năm tư à? Thế thằng kia bảo em 6 năm chưa ra trường. Ai, thằng nào? Thằng người yêu cũ em ấy. Cái thằng lúc mới chụp ảnh cho em ấy. Không. Người yêu cũ à? Không, bạn em. Người yêu mới gì? Anh ấy. Đã có. Anh hả? Sắp có. Ờ. Thế mai là nhiều cũ nhá. Không. Chúng mình chỉ là bạn thôi. Bạn với tình yêu á. Em tuyệt vời thế cơ mà. Chương trình lại với tình yêu nhá. Thôi. Đứa con gái ngày hôm nay nó hứng lên thì nó bảo là có. Nếu hứng nữa ngày mai lại bảo là không. Mệt à? Không nó bị quá sức à? Nói về vào thư viện đúng không? Ừ. Nói chung là mấy cái chốt này anh có mấy cái tấm ảnh ở đây rồi, các bạn có thể xem. Cái gì cơ? Cái này để đựng giày. Giày á? Lấy giày bỏ đi đây. Hay nhỉ? Phải gửi giày đúng không? Thì mới được vào thư viện đúng không? Lấy dép đi anh. Chất đấy. Như trong nhà đấy nhỉ? À, chúng mình nó dễ được tách đôi này. Chỉ cần thiếu một lứa đôi nữa thôi. Đây, mình có mấy cái tấm mình đã chụp vào đây đây. Đấy. Sinh viên kiểu chăm chú quá nhỉ. Ngủ luôn, nằm ngủ luôn ạ. Uầy, còn có là cafeteria này. Ủa, đóng cửa rồi. Ấy à, bàn tròn các thứ đấy. Uầy. Xịn nhỉ. Phải đặt trước rồi mới vào được phòng này không? Bao tiền? Bao tiền tiếng? Tùy phòng, phòng nhỏ không được. Cái gì nhỏ? Nhưng mà mấy phải trả tiền à? Trăm mấy, mấy chục trăm mấy. Ôi cái gì kia? What the fuck? Ui. Có những thứ công nghiệp á.
vui vãi. Khoa trẻ con đó. Khoa mỹ thuật công nghiệp ở trên biết rồi. Ảo nhở. Ui. Ui baby ui. Ui. Đào tạo đúng không? Đào tạo các em cute đúng không? Cute rồi nũng nịu đúng không? Bình thường là có cái khu này ngoài đấy là mình có thể ngắm cảnh các thứ đấy. Ngắm thành phố ấy, ngắm Sài Gòn này, landmark đấy. Nhưng mà đóng mất rồi. Phòng đang rỗi. Rảnh rỗi đúng không? Chứ không phải phòng này nó rỗi đúng không? Phòng đang giận. Phòng đang giận rỗi. Phòng đang như em ấy. À, như em giận người yêu đúng không? Mỗi tháng nó giận một lần đúng không? Nói chung là lần thứ hai anh đến đây ấy, nhiều cảm xúc ùa về đấy. Đấy, gặp lại, sợ gặp lại người yêu cũ lắm. Tao người yêu cũ anh. Vừa đến đây phát có người yêu mà. Là em ấy. Thôi đùa ấy, lần đầu tiên anh đến đây này, đấy, cảm nắng một bạn ấy nhưng bạn ấy bơ anh ấy. Thế nên là anh sợ gặp lại bạn ấy lắm. Cũng là kiểu thiên thần ấy, đấy. Đi mặc những cái tà áo dài này này, nhìn nó thướt tha nhỉ. Đúng không? Ngoài đúng đẹp luôn này, wow, mình sẽ chụp một tấm đấy. Đẹp không? Thướt tha vãi trưởng. Đúng là kiểu cô ba Sài Gòn luôn ấy. Cô ba Sài Gòn đi giữa trốn thiên đàng. Anh được kể là cứ tầm cứ tầm bao nhiêu ngày đấy, bao nhiêu buổi một ngày đấy là sẽ có từng bạn thay phiên nhau để đánh đàn đúng không? Không, ai thích thì lại ngồi đánh thôi. Kinh nhỉ, đúng là kiểu trường Zikit có khác. Trường của Zikit ấy. Không phải à? Chất lượng cao. Đây là chất lượng cao mới được học đây gì? Em chất lượng cao à? Đây là tòa chất lượng cao à? Đây là tương lai nhà vợ à? Wow, đỉnh thế. Yêu không? Yêu. Yêu bạn ấy không? Không. Không á? Đỉnh thế cơ mà. Yêu nhạc. Yêu nhạc. Em thích con trai biết đánh đàn không? Đặc biệt là đàn bà đúng không? Không. Em có biết không? Đây là cái góc anh gặp người yêu ở đây. Đây chính là cái góc mà anh đã từng gặp người yêu ở đây. Wow. Là em ấy. Cái cảnh đầu tiên của anh khi mà anh vào Sài Gòn này, nó ở đây này. Đúng rồi, nó chính là ở đấy. Đó. Tớ thích cậu ấy. Hey. Tớ thích cậu. Tớ thích cậu ấy. Mình nào đâu hay biết nhau. Tớ thích cậu. Đang giỡn đúng không? Đang cậu ơi. Tớ thích cậu. À. Anh thích em. Ảo thế. Chính là cái góc đây. Tớ thích cậu ở đây. Tớ thích cậu. Mình xin đây đúng không? À? Wow. Chào anh. Ôi trời ơi, úi trời. Cho anh nghe một câu đi anh. Để thính, Bạn nghe tên là hoa. Anh. Tớ thích cậu. Nãy đúng không? Em giơ tay rồi đúng không? Thế số mấy đây? Số 2. Số mấy đây? Ai chẳng biết em là số 1. Nhưng mà ngoài số 1 cho em là gì cơ? Số phận của đời anh. Quá. Chưa. Lại đi. Khó hiểu. Ô về rồi đây. Hai bạn tán đổ chưa? Tương lai. Chưa. Tương lai nhờ nhà vợ. Đây mà tương lai nhờ nhà vợ. Chung là phải đi với Tâm, ok chưa? Xuất sắc. Mình sẽ kết thúc chuyến đi tô nước thắng tại đây đây. Ok, hẹn anh em ở các chuyến vlog mới nhé.